thành ngày hôm nay các cầu thủ Học viện Hàng không Việt Nam họ sẽ xuất phát với bộ trang phục áo cam quần xanh và là những người bảo vệ phần sân ở bên phía tay trái mà nhỏ bạn đang xem. Trong khi đó màu đỏ, quần xanh đen đó là màu trang phục của các thầy giáo cô giáo tương lai, các cầu thủ bên phía Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Đội trưởng Thanh Lợi đang là cầu thủ giữ nhịp cho trận đấu này bên phía các cầu thủ Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Một pha băng ra chắc chắn của thủ thành Thới Bình. Thành Lợi. Rất nhiều những đường bóng bổng mà đội trưởng bên phía cao thó đỏ đang đưa thẳng vào khu vực vòng cấm. Rất nguy hiểm. Một sai lầm đến từ các cầu thủ Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và họ đã phải trả giá. Đường chuyền vào. Không việt vị. Không vào. Vẫn là một pha bóng mà chúng ta thấy được thủ thành Thới Bình đã là người băng ra và chọn vị trí rất tốt. Và chính thủ thành này đang bị thương. Một pha bóng băng ra đầy sức mạnh của thủ thành mặc áo số 1 bên phía Học viện Hàng không Việt Nam. Sóng gió chưa tạm thời trôi qua. Và tiếp tục cầu thủ Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được hưởng một quả đá phạt góc tiếp theo. Đánh đầu. Vào. Bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 dành cho các cầu thủ Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Một pha bóng chạm bóng cực kỳ tinh tế và đầy cảm giác. Và lần này thì thủ thành Nguyễn Thế Bình đã phải vào lưới nhặt bóng. Một pha dứt điểm cực kỳ tinh tế. Đó là bàn thắng của trung vệ mang áo số 3 Phan Thanh Trung. Khi mà Hốc Chát Chun cùng với Un Phong là hai cầu thủ có tốc độ và đang cắn đá cắm ở phía trên bên phía Học viện Hàng không Việt Nam, thì những đường chuyền bóng dài nhanh đến vị trí của những người đồng đội của mình là hoàn toàn hợp lý. Cơ hội đã có tình huống va chạm và chúng ta cùng chờ xem. Như vậy có lẽ sẽ là penalty. Trọng trách đang được giao cho số 19 Lê Trung Nghĩa. Trung Nghĩa sẽ có bàn thắng đầu tiên của mình tại vòng loại giải đấu này nếu như anh thực hiện thành công quả đá penalty. Trung Nghĩa đang rất tập trung. Một cú đá tốt và cú dứt điểm chìm của Lê Trung Nghĩa đã mang về bàn thắng, nâng tỷ số là 2-1 dành cho các cầu thủ Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Niềm vui của những chàng trai áo đỏ. Có khá nhiều những tình huống mà các cầu thủ Học viện Hàng không Việt Nam được hưởng ném biên. Thanh Lợi. Đội trưởng Thanh Lợi vẫn đang được coi là đầu tàu bên phía Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Với việc anh thi đấu chắc chắn ở hàng phòng ngự và những tình huống hỗ trợ cho mặt trận tấn công bên phía các cầu thủ áo đỏ. Công Khanh. Có lẽ đã có tình huống đẩy sau. Tất cả cầu thủ bên phía Học viện Hàng không Việt Nam họ đã dồn cả về để hỗ trợ cho hàng phòng ngự. Đánh đầu. Một tình huống dứt điểm cực kỳ quyết đoán. Những gì mà Thới Bình đang phải chống đỡ nó trái ngược lại hoàn toàn với những gì mà thủ thành ở bên kia chiến tuyến Trần Nguyễn Đăng Khoa đang thi đấu rất nhàn hạ. Anh xứng đáng có được một bàn thắng ở trong trận đấu này. Một cú đá tốt và đẳng cấp của đội trưởng bên phía các cầu thủ Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã lên tiếng. 4-1 dành cho đội áo đỏ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của báo Thanh Niên.